Đây là quý bác ạ. Hiện nay khán đang ở đây là chính xác là khu vực tà lài ở đấy quý bác ạ. Ở đây thì hai bên phải bên trái đường thì đất đai rộng lắm, nhưng mà đất không được tốt lắm. Anh thấy ở đây có vẻ nó có đất sét trắng. Đây là ngôi trường mẫu giáo rồi quý bác này, trường mầm non này, khá đẹp. Ở đây thì khán thấy là cung đường cũng đang được làm rộng thêm, làm to hơn. Nhìn chung là mình đi vào tà lài này để mình đến sông Đồng Nai ấy, thì con đường nó ngon hơn con đường mà mình từ ngoài Định Quán mình vô Lý Lịch, hoặc là mình vô Phú Lý ấy, các bác, hoặc là mình vô Thanh Sơn Định Quán ấy. Nếu mà đi đường từ bến xe là bảy vô thì đường đấy nó dở hơn đường này nhiều lắm các bác ạ. Con đường này bây giờ khá ngon, dân cư ở cũng đông lắm. Phía trước mặt mình một đoạn nữa thôi là mình sẽ tới sông Đồng Nai rồi. Có thể nói là phía thượng nguồn của sông Đồng Nai. Còn ở chỗ Thanh Sơn Định Quán ấy, rồi Ngọc Định ấy, thì nó lại nằm ở phía sông Đồng Nai đổ vô Hồ Trị An. Nơi đầu tiên mà đổ vô Hồ Trị An. Lần trước Khánh có làm cái view cuộc sống ven hồ ở nơi bắt đầu là sông Đồng Nai này chảy vô Hồ Trị An ấy, các bác xem ủng hộ. Còn đây là Khánh đang đi tới chỗ này là nó nằm về huyện Tân Phú, xã Tà Lài rồi. Nơi đây chuẩn bị gặp cái cầu Tà Lài mới xây và gặp con sông Đồng Nai luôn các bác ạ. Sông Đồng Nai phía trên này thì nó giáp với rừng Nam Cát Tiên và có thể nói nó là gần như là thượng nguồn của sông Đồng Nai các bác ạ. Di tích nhà Ngục ngay đấy rồi. Đây cầu Tà Lài rồi các bác ạ. Ồ, tới rồi. Đây, theo bảng quảng cáo đây thì mình đi thẳng ấy thì mình sẽ tới nhà dài Tà Lài 2 km nữa. Còn mình đi về, chắc anh nghĩ là sau khi qua cầu ấy, mình đi về phía bên tay trái thì có nhà văn hóa Tà Lài. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Đây là cầu Tà Lài rồi các bác ạ. Rồi bên này là có di tích của nhà Ngục luôn rồi. Mình đến đây mình tham quan chiếc cầu một tí các bác nha. Đây các bác ạ, đây là cầu Tà Lài. Trước đây là năm 2005 thì xây dựng một cái cầu treo. Tức là cách đây tới 16 năm rồi. Còn hiện nay ngôi cầu Tà Lài này cũng được mới khánh thành đây thôi các bác ạ. Chiều dài tới 174,3 m này, chiều rộng 8 m các bác ạ. Rồi mình coi là các bác này. Khá rộng các bác ạ. Mình tới một tí, mình ra sông một tí các bác nha. Cảnh khá đẹp. Rộng mênh mông các bác ạ. Nước đẹp lắm. Đây các bác này. Hôm nay rất tiếc là trời lại âm u lại đây, không có nắng các bác ạ. Giờ này là gần 1 giờ trưa các bác ạ. Khá đẹp, khung cảnh thông mênh mông còn hoang sơ lắm quý bác ạ. Dạ, mình qua phía bên này một tí coi. Khá đẹp. Đây, quý bác thấy hoang sơ đẹp lắm. Quý bác ạ. Ở đây thì Khánh thấy có ngôi nhà bị tháo hết, rỡ hết tôn, hết mái rồi các bác kìa. Khánh nghĩ là do nó bị lụt đấy ạ. Tại vì có những năm ở trong này nghe nói nước sông Đồng Nai nó dâng nhiều quá, nó lụt. Nó lụt cũng thiệt hại nhiều hoa màu của bà con trong này lắm.
Quý bác thấy là đây là dòng sông Đồng Nai ở phía có thể nói là thượng nguồn ở đấy quý bác ạ. Phía bên kia xa xa là mình sẽ giáp với rừng Nam Cát Tiên rồi. Và quý bác thấy là dòng sông Đồng Nai này chảy về cung cấp nước cho hồ Trị An. Khánh có quay ở chỗ Thanh Sơn, Ngọc Định ấy thì nơi mà dòng nước nó rẽ ra nó chảy thành tới mười mấy nhánh ấy, giống như là Cửu Long thu nhỏ của đồng bằng sông Cửu Long ấy quý bác, cũng rất là đẹp. Ngay chân ngay đầu cầu của Tà Lài đây thì có đây có di tích của nhà ngục Tà Lài quý bác này. Khánh không rành là cái nhà ngục ngày xưa gốc thì nó ở đâu, nhưng mà ở đây có cái di tích quý bác này. Di tích của nhà ngục Tà Lài. Như trong lịch sử thì Khánh có nói quý bác là nơi đây là nơi mà người Pháp họ đã tạo nên một cái nhà ngục rất là lớn để mà chuyên giam giữ những tù chính trị thôi, từ từ trước năm 1945 của quý bác ạ. Đọc di tích thì được xây dựng năm 9 tháng 9 năm 1939 này để giam cầm những người cộng sản và yêu nước này. Có lúc số bị giam lên tới 400 người. Rồi năm 1941 được sự giúp đỡ của đồng bào 8 đảng viên cộng sản, gồm có Dương Quang Đông, Trần Văn Dầu, Trần Văn Cuyệt, Trương Văn Nhân, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Đức, Tô Ký, Châu Văn Giác đã vượt ngục về với cách mạng. Thank you.
bác ạ. Vậy là Khánh đang có mặt ở đây là khu vực của xã Tà Làng. Ngày xưa thì nơi đây là một cái nơi mà năm 1939 ấy, còn đang là rừng hoang nước độc ấy, thì nơi đây đã nhà người Pháp họ đã xây một cái ngôi tù cái bác ạ. Đây Khánh đang có mặt ở đây là di tích của nó này cái bác này. Rồi, và vừa giờ Khánh có quay cho quý bác xem một cái cầu Tà Lài mới được xây dựng quý bác ạ. Ngày xưa thì để qua bên Tà Lài bên kia thì mình phải đi bằng phà thôi, rồi đi bằng cầu treo thôi. Hiện nay thì có một cái cầu mới được xây dựng rồi. Bây giờ Khánh sẽ tiếp tục Khánh đi qua bên cầu để qua bên khu bên kia quý bác nhé. Nơi đây có nhiều cái thú vị lắm. Nhất là Khánh nghe nói bên đây có một con đường không biết sao mà lại tên là Trần Lệ Xuân quý bác ạ. Tên Trần Lệ Xuân tức là ngày xưa vợ của ông cố vấn Ngô Đình Nhu ấy thì cũng tên là Trần Lệ Xuân quý bác ạ. Quý bác cùng theo Khánh tiếp tục nha. Nói thôi, mình nghĩ về lời Chúa thì mình cũng đứng lại mình nói chuyện người ta để cho người ta hỏi cái gì. Vậy á? Dạ. Ở đây quý bác này, gặp chị này đi xe đạp qua hỏi thăm chị tí rồi. Mà chị đang kể là chị là người dân tộc Tày à? Dạ. Một chồng và năm con rồi nè. Vâng. Mà sao mà sợ Covid lắm mà không dám ở gần này. Quá, em ở cái nàng giới này, em ở cái nàng chỗ B14 xuống nàng Tây ấy cơ. Đây là nàng dân tộc ca. Dân tộc mạ. Em này dân tộc người Tây. Trên kia 314 là đường 314 đi đâu à? B14 này. B14 à? B14. 33 số 3. B23. Cái đường B14 xuống tút nàng Tây. Vậy đấy, đường đấy đường đất khó đi lắm à? Khó đi lắm. Đây thì anh nhìn chân em này, em đi từ sáng giờ đây. Thì chị đang đi đến giáo xứ Tà Lài thì chị gặp cha xứ quý bác ạ. Mà chị bảo chờ cha mãi mà chưa gặp. Mà em khó khăn lắm à? Em có làm gì ra tiền không? Dạ. Em có làm gì ra tiền không? Em làm chuồng, em đi lời chân thôi. Em không làm em như vậy này. Anh nhìn anh biết rồi, em cứ bỏ khẩu trang cứ anh. Làm ruộng nhiều không? Có 2 sào à? Thế làm ruộng nhiều người cũng giàu luôn mà. Có 2 sào ruộng thì ruộng này khó làm, máy cày có được đâu, phải cuốc. Vậy cuốc cái chỗ đá nó không vô được, phải cuốc. Đây anh nhìn chân tay lần bà là vậy đâu. Vậy à, còn sợ Covid nữa thì sao mà làm cái gì? Sợ Covid thì sao bên kia này, sợ đứng đợi cha nấu lắm rồi mà. Cái cô nấu cơm cô bảo là thôi giúp chị đi, tại là giờ nó đến tuổi rồi mà nó lại quen người cái người bên này mà cho nên là bây giờ nó đợi từ sáng giờ không gặp cha mà nó bảo cha khiếp lắm, cha đang ở trong phòng ấy. Mấy con chó nó ra em sợ, em đi về đây. Quý bác nếu mà anh này không ấy này em cũng đi đi. Mình gọi chị lại mà chị sợ quý bác ạ, chị sợ Covid lắm, chị người dân tộc Tài này. Em gọi chị chạy chứ. Chồng con mà nó thích xấu nó chê đúng không? Vâng, giờ đây quý bác này cho ăn tí giải dụng và chị cho vén cái mũ lên nữa thì đẹp gái hơn. Bén cái mũ lên giày này cho cô bác ngắm mặt chị người dân tộc Tài mà chị bảo mình khen chị xin, chị bảo phải xin chứ thôi chồng con nó chê. Đây. Nghe chưa? Năm đứa con. Cũng phải tí. Năm đứa con. Đấy. Rồi bây giờ đang đi hỏi cha để xin cho con nó lấy người dân tộc đúng không? Dạ. Để học giáo lý hay gì? Học giáo lý Tân Tòng với lại hôm nay là 6 tháng. Cười trời vậy chứ. Cho 50 ngày còn khoái hơn cho 300 đúng không? Cho bằng nào thì cho, nhưng mà có điều là giờ 3 năm làm thì ít quá, giờ về không được đúng mua tí gạo. 50 ngàn ít quá. Bây giờ lúa mới trả chỗ thôi, mới có gạo chứ. Vậy nhà 5 đứa con mà lại có 2 sào lúa à? Dạ 2 sào lúa. Đang đi gặp cha xứ để xin cho con lớn nhất nó lấy chồng à hay ai? Lấy vợ. Lấy vợ con trai. Lính về nghĩa vụ quân sự về mấy năm. Vậy à. Con gái giờ nó hiếm lắm. Thôi thì thấy giàu quá đeo cái nhẫn to quá mà thôi biếu 300 vậy nhá. Đỡ vậy. Cảm ơn anh nhá, em tí em chạy. Cái này là của người bên nước ngoài họ cho ấy. Mình cảm ơn Mạnh Thường Quân cái này. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Đấy thì sợ Covid ấy. Nhưng mà thấy tiền không có sợ đâu đúng không? Dạ, thấy tiền không sợ thì sợ nào. Nhớ là cái em đi luôn, em nghe luôn mà sợ. Đúng rồi, cái bác ạ gọi chị hỏi thăm tí mà chị chạy luôn. Ăn phòng đến chị lại chạy thêm mét nữa. Dạ. Thôi xịt khử khuẩn cho chị cái em ạ cho an toàn. Không xịt vào cái tiền cho chị cả. Xịt vào tiền với chị. Tại chị sợ quá. Không sao đâu, tụi anh đứng xa xa vậy là đeo khẩu trang là không sợ đâu. Em mới đeo khẩu trang em sợ, em tính em dê đi luôn chứ không nghĩ bản theo lời Chúa. Theo lời Chúa nên mới dừng lại để ta hỏi thăm đúng không? Chúa hỏi thăm nhân sao, có mình để mất thì ấy, có nói chung là cũng ai cũng có mấy công ruộng. Làm thì cũng có gạo mà ăn thôi, chứ còn tiền thì nói chung là giờ cũng khó khăn. Covid cũng khó đúng không? Dạ. Thôi em đi nhá, tụi anh đi đây. Đây, chào em đây. Vậy này có duyên lắm mới gặp tụi anh nhá. Dạ. Mình thấy nhà sàn đông các bé cháu ở ngoài đây quá. Rồi, vô các cháu tí coi. Tại vì ngoài khu làng ngoài kia thì mình vô nó đang Covid nhiều.
bé ơi, có ai ở nhà không con? À, đâu thấy đông con bé quá nào. Đây. Ồ, cái bác này. Thấy cái cháu chiều nhà còn khóc nữa. Vậy à, vậy có ai ở nhà? Đây cái bác này. Các bé đông quá. Đây căn nhà đây cái bác. Xung quanh căn nhà sàn. À chị. Thấy đi ngang chị ạ. Thấy các cháu đông quá. Vào cho cháu trước kia tí quà. Vâng. Vâng, đứng xa xa thôi em ạ. Không có cái gì vừa cho cháu đâu. Chị ơi, đây là một nhà hay là sao chị? Ủa, khách là... Ủa, khách là đặt cái gì chị? Khách du lịch á? Ồ, cái nhà này cho khách du lịch luôn á chị? À, vâng. Nhìn đây đông lắm nhưng mà không có tập trung một chỗ. À, vậy như chị ở đây là có mấy người lớn chị? Mấy người lớn, mấy trẻ em là mấy khu nhà này hết luôn này á chị? Chị là lớn nhất ở đây. À. À bà ngoại cơ, ôi giời chị, ôi giời, bà ngoại trẻ chưa? Dạ. À vậy mình có mấy cháu chị dạ? 6 cháu. À 6 cháu à cơ. Thằng trai nữa. À thấy này, đây bếp đây à chị? Khu này khu nấu ăn à? À còn bán quán nữa. Ừ, đây cái bác ạ, kìa tính vào thăm gia đình thấy mấy cái nhà cổ cổ. Đó thì nó xuống cấp rồi. Vâng. À là do Covid cái mình không ở nữa. Vậy 6 ai? À ở đây á chị. À còn nhà chị ơi, nhà chị cũng bán hàng mà Covid chị đóng cửa. À nguyên nhân ở chỗ này đang Covid nhiều đúng không? À. À tại Khánh ở ngoài Gia Kiệm vô, chị biết Gia Kiệm không? À vâng. À vậy các cháu đã một à? Lớp 3 mà có kèm tiếng Anh, có con chị nó biết tiếng Anh cả, giỏi vậy ta. À, Khánh hiểu rồi, tại mình có kinh doanh du lịch tí đúng không? Không, đó làm cho người ta. À, làm cho người ta xong biết tiếng Anh. Vâng. Ừ, các cháu đây là người mẹ. À. À, giỏi luôn. Đây các cháu là người chị. Đây là bà ngoại à, bà ngoại bà nội luôn phải không? Chị người xin lỗi chị da trắng nhà người mẹ. Còn trắng hơn người Kinh tụi này rồi. Vâng, châu mẹ mà trắng hơn Hoàng Phong rồi. Này. Đây. Đây các cháu đồng qua tín đồ quay sinh hoạt gia đình tí cái bác ạ. À nhưng mà các cháu ở đây cũng biết tiếng Anh này, da trắng chưa này. Dạ các cháu. À chứ cho chúc chia nhau nha. À. À. Bà ngoại đấy cái bác. Bà ngoại. À với bà ngoại là bình thường còn kinh doanh bán tạp hóa với lại bán quán thêm cho khách du lịch đúng không chị? Vâng, chắc còn hơi lâu chị ạ. Tại bây giờ Covid nó cứ vậy du lịch khó lắm. Bà ngoại trẻ quá quý bác nhỉ. Bà ngoại có 6 cháu. À, 50 tuổi rồi à. Ồ, quý bác thấy chị là người châu mẹ đấy. Gái này sao con học lớp mấy? Dạ con học lớp 3. À lớp 3 à. Ở đây với bà ngoại chú thấy có vẻ sướng này. Có bán ăn. Bên nhà nó là bên kia. À bên kia đấy. À, bình thường cơm nước thì chợ búa có gần đây không chị? Đi xa qua bên kia sông. À, vậy á? À, phải qua bên sông á? Thường có hay đi chợ không? Ngày nào chị cũng đi à? Ngày nào chị cũng đi à hay sao chị? 2-3 ngày mới đi một lần. Đó, đứa nào để chia ra này. À, ngon ngoan, nộp tiền cho bà ngoại. Phong xịt khử khuẩn chưa? À, không. Con lại bảo trắng, chị trắng hơn. À đây con đây. Con gái đây. Chú bà chú quay tí cảnh ở trong tà lại cho bà con coi viết. Ta cho ai mà à. Gái lớn của chị đây luôn à hay là thứ mấy? Thứ hai. Gái lớn. À gái lớn còn dạy tiếng Anh nữa quý bác ạ. Còn làm về du lịch. Nhưng mà rất tiếc Covid về là du lịch không có rồi. Nó thất nghiệp 2 năm nay. 2 năm nay luôn rồi à. Vâng. Ở đây muốn sinh hoạt cái gì là phải qua bên kia cầu các bác ạ. Bên này là đang bên giáo sư Tà Lài. Và con có trắng bằng mẹ không? Các bác xem thử cái mẹ trắng hay con trắng nào. Hay là con của nó ba đứa. Con này con
À. Con này, ở nhà bên đứa ít, con kia. À vậy là hai cháu có gia đình đấy, mỗi đứa ba đứa. Mà có hai thằng con trai sao nhỉ? Hai con trai đây, cháu bé này có hai con trai không chị nhỉ? Vâng. Kia là cậu. À cậu á? Cậu là con chị à? À là con chị đấy. Ôi giời, vậy là mấy cháu đi chơi. Mấy cháu dắt cậu đi học được. Thôi vậy thôi, cảm ơn chị nhá. Chúc chị mạnh khỏe nhá. Vâng, tại vì lâu lâu mới có dịp đến đây chị ạ. Ở ngoài Gia Kiệm thôi nhưng mà ít dầu lắm. Vâng, thì giờ về là muộn đấy. Mà thấy các cháu tội nghiệp quá, vì ngó ngó ở kia quá. Nhưng mà tại biết là vô khó khăn quá nên thôi vô đây. Đây đã Covid. Thôi các cháu chào các ông bà đi. Chào, cảm ơn nhiều ạ. Chào đi. Chào, các ông bà. Cảm ơn nhiều. À. Nói đi. À. Rồi, giờ nói cảm ơn bằng tiếng dân tộc coi các bác nghe có thấy không nào? Ơn ngại. Ồ, ơn ngại. Còn được rồi, chú học được tiếng rồi. Rồi, thôi chú chào, chào. Chào gia đình em. Vâng, chào em. Vâng. Đây, ồ bé này mặc đẹp quá này, xinh nhỉ. Vâng. Rồi, thôi xin chào ạ, cả chị nhá. Dạ bạn có gì biết ở đây rồi, có dịp lại quay nào quay lại ghé thăm. Vâng. Con à, chào con nhá. À đấy cái bác à, anh Phong này đang học tiếng quên rồi. Đến thăm được tí cũng vui lắm cái bác ạ. Đến tới đây rồi mà không thăm thì cứ áy náy trong lòng ấy cái bác, nhưng mà tại do Covid quá.